Xin chào cô bác ha, thì hôm nay thì chở rơm mấy bữa giờ tới đợt người ta bán rồi nè, mấy anh em mang rinh xuống nè, ba đợt này ba bóng ghe luôn, hồi sáng giờ là làm sáng giờ đó mà ba bóng ghe luôn, vậy để dạng qua bển quay mấy anh chị mà lấy rơm xuống cho con bác xem ha, hôm nay thấy ba bóng giác không à? Làm cái nhóm mà giờ rã trơn rồi, để từ từ kiếm lại rồi quay những video hài hước cho gửi cho con bác xem, mới làm thấy ai cũng nản trơn, sao ai cũng mất công việc hết trơn. Rồi giờ vào bên ngoài mấy anh dắt xuống rơm cho con bác xem ha. Sáng giờ ba ghe nè. Đúng không? Được không? Chuyên nghiệp không? Lên mạng hay gì anh? Lên mạng. Cái gì ông nói cái này là nữa là ba con hả? Tóc mà. Dạ. Ông nói ba con hả? Chú gỡ qua điện thoại tôi đi nghe. Lên lên YouTube coi chứ gỡ mạng chi. Tuấn Thái Trị đó, mấy chở rơm á là của em đó. Chở rơm mà sao không đa đó. Đó là của em đó. Đó ba con giờ này một bài cũng chết nữa đừng có ba con. Không? Thì hai tay tôi giờ giỡn hết lên nè. Làm bên máy chở rơm hả nha. Mấy gà xe không đa chở rơm này nè. Bên YouTube. Vậy hả? Mấy xe không đa chở rơm là của em đó. Biết. Xe bốc bánh đầu rồi. Đúng rồi, bốc bánh đầu đó. Chạy té lên té xuống. Ghe này mình ở đâu anh? Bến Tre. Bến Tre luôn hả? Đây đây chạy dưới cỡ nhiêu? 20 tiếng không? Cỡ đó ta lại. Mày ở đâu? Ba Tri ha. Em ở Ba Tri. Cái này giờ tới dưới tao bây giờ cho ấy rơm bò hay là rẫy chồng mẹ đi. Chồng rẫy anh. Rơm bò. Rơm bò. Thục anh mới để xuống đó. Kênh YouTube ông là cái gì? Tuấn Thái Trị á. Gì? Tuấn Thái Trị á. Tuấn Thái Trị. Dạ. Yeah. Trời Thái Trị tôi đặt Tuấn Thái Trị luôn. Cái ghe này được nhiêu anh? Ngàn ngàn mấy? Ngàn rưỡi. Hai ghe, cái ghe đó chắc 800 vậy hả? 800. Trong đó được ngàn không? Dạ, trong đó 900 mấy. 903. 903 ghe luôn. Còn ra mà ra tao đi luôn. Có cái cây dần kia đâu, cái cọc á. Lót cái đầu của đó đi lên như vậy. Tiên đoàn bỏ xuống đi. Sắp tới rồi. Ui. Tiên đoàn bỏ cái đồng này luôn đi. Tiên bỏ ra sao đi, bỏ đồng đó đi. Tiên đoàn một rồi. Bỏ luôn đi, tiên đoàn rồi, gần hết rồi. Vậy bỏ lên tên em luôn đi. Ừ, gọi rồi. Tầm mấy đó vậy? Tiên bỏ đâu nè? Nghĩ lại. Cái này có chắc đây đầy luôn ha, có rau mà cộng phải không? Đầy luôn anh. Ra lọt hả? Dạ lọt. Tại vì ghe, chứ ghe hổm ra không lọt. Dạ, ghe kia bự hơn. Ê trời 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 trời. Đẩy lên, đẩy lên. Đẩy lên. Xuống sông là lên hình luôn đó. Đẩy lên đây nè. Đẩy đó. Đẩy lên, đừng đưa, đẩy lên, đẩy lên đây nè. Cái nghĩ nữa. Mẹ muốn phá cho làm mẹ đi. Vô.
ngày có 120 nhậu 150. Còn bỏ lô nữa chứ. Chết bà luôn hả? Nhậu hết 180 rồi còn 20 à. Mình đây xuống ghe là nhiêu cục anh? Được 2.000 không? 2.500 hả? Ủa con ta mỗi lần nhớ là xuống có 1.500 á, năm ngoái á. Hả? Cái gì nó cũng lên cho rồi, 2.500 vừa ăn chưa. À. Còn cái đường xa thêm nữa. Giờ 2.500 xuống ghe là 2.500. Ở đây thì chắc luôn. Ừ, xuống ghe thì chắc luôn vậy đó. Đó. Rồi. Cổng cái xuống ghe dục xuống 5.000 rồi đó hả? Nói vậy chứ nặng lắm, bộ một cục 20 kg, ai cũng 40 kg. Một cục 20 kg không? 20, 18. Rồi nói rồi nè, anh em coi nghe mấy thằng Miên làm nè nghe. Giác cái này giác giống kiểu Miên quá. Ông đừng có nói mấy thằng Miên. Ta không thích dùng cái từ đó đó. Chạy lên dựng lên. Mà rồi hổm em hát cái bài mà có dùng cái từ đó, dùng cái từ mà Miên á. Trời bà Khmer vô chửi thấy mẹ. Thiệt. Vô chửi lấy số thổi điện chửi luôn á. Chửi luôn hả? Ờ. Nó đâu có thích, không thích dùng kêu từ đó. Ờ tại chi ha. Mấy người bên kia Miên Trà Vinh đồ á, nó vô bình luận cái chửi. Rồi xuống đi. Còn cho ngoài nữa hả? Rồi đó. Mấy ở ở đâu đó. Ở dưới Bình Châu hả? Châu Bò. Mấy anh á? Ở Tâm Nông. Châu Bò không? Tuổi Tâm Nông hả? Châu Phi hả? Ừ. Nó đi về Mỹ rồi. Tuổi bên Tâm Nông chạy vô đây luôn trời. Ở Tâm Nông ra ngoài kia mấy cái ra khu ba không á. Có bên Chạy Dạm nữa. Gì vậy? Có bên Chạy Dạm nữa. Vậy gần cái bến đò diễn ngoại luôn hả? Bến đò Chạy Dạm đi qua đó. Ghê trời. Ừ. Mấy người bên đó. Vậy thì sang khổ rồi hết mẹ 100.000 người rồi. 50.000 quá. Sang hết 50 rồi. Không đủ. Chưa tính ăn uống nữa ha. Ừ. Cơm ăn cơm dở nữa phải rồi. Cơm dở nữa là 100% thuốc nữa. Đủ thứ tiền. Anh bên mình không có xe hả ha? Tại vì có xe mà tại gánh gì? Tại mình bên đây gánh xuống ghe không à. Bên đây là lãnh, bên đây là cái môn này không đây ha? Ờ, cổng xuống ghe. Rồi rồi con. Thấy gì chứ không phải dễ nha nghe trời. Thử cái đuối luôn trời đó. 40 kg cũng đâu phải nhẹ đâu. Lên xe chắc khỏe hơn ha anh. Lên xe thì nó che tới chỗ á, ý nói vậy á. Có gì đâu khóc. Quay với thằng chó rơm nó té. Nào nó muốn chết hết trơn, dở còn không khóc. Trời ơi, có người thằng té nhiều cái muốn chết là tưởng đâu nó chết luôn. Ờ, mắc thở á. Nó té ra kìa. Ở dưới chùa nổi nè, có thằng kia té chết luôn. Chó rơm là té chết luôn. Dạ. Chó rơm nó té rồi, nó bay xuống sông, biết sao, trúng chỗ nào rồi chết luôn trời. Hổm em quay nè, thằng này té xuống rồi xe rơm đè xuống. Trời ơi, một hồi không thấy nó chui ra, nghĩ là nó chết luôn rồi đó. Chở 16 cục. Trời ơi, mở lên cái dốc mà nó xe nó lộn xuống Dũng Sình á. Trời đất ơi. Mình quay mà mình còn sợ muốn chết, còn sợ nó chết á. Vậy là mấy anh rảnh này chắc cái bữa kho chổng chứ không kêu mấy ông chở cái gì. Trong này nè. Mấy ông làm mau quá trời, sáng giờ ba ghe rồi. Mấy anh ở bên Vĩnh Thuận bên đây thì nó chở mà. Chở xe, ra tới đó rồi bỏ xuống rồi mới vác lên. Làm gì thì lâu. Quá. Hôm nay mưa cái rơm dạt quá trời luôn. Năm nay mưa sớm á, trời ơi không được nhiêu rơm hết trơn, mỗi lần là chứa không hết, đầy rồi tới ngoài kia không hết luôn. Hôm nay mưa sớm không có nhiêu rơm hết trơn. À. Đổi mệnh nhiêu người? 15 người.
15 người thì chiều nhớ cho 15 like nha. Vô coi like like liền á. Ông bấm cái gì không biết, có chữ Thái Trị là của tôi nó nhảy lên. Ông quên tên thì nhớ thì cái xã Thái Trị là nó nhảy lên, không đường nào đó. Tôi khỏi hả? Chỉ nhí nhí sang tia ra là bao nhiêu vào đây hết á. Vô đây, nằm đây đi. Cũng ngon ha, cũng sáng tạo vậy ha. Mà cái áo cái mày luôn, cái túi để chứ ngực có gì vô đây. Nghe như ngày nay người được 500 gì không? Nói chung ba ghe ha, ba ghe mới chạy qua chứ một ghe cũng đâu có thì xăng cộ ghe sao có dư trời. Ghe cũng đi nữa. Đi nữa là thì xăng cộ ấy. Trong kho hỗ trợ. À. Chứ không ôi thì xăng đi xa quá. Không đâu, đi đâu có đủ. Anh này mà sao nó quen được, trời. Anh này mà sao nó quen được tới bển luôn à. Ghe nè. À, theo ghe ha. Ừ, mấy ghe, ghe quen ha. Ghe nó lấy ghe quen công đoàn mình đó. À. Rồi bên đây có công đoàn đi. Bển qua đây chắc cũng chạy tiếng mấy vậy hả? Tiếng mấy, 2 tiếng. Xa nó mỗi lần đi tới. Vậy là đi qua bên bến đò Thanh Bình bển hả? Đò ngã năm Hòa Bình đi xuống. À, đi đường ngã năm Hòa Bình. Thì đi ra. Tân Hưng cái đi qua Ấn Độ đi xuống Tân Nam. Vô đây rồi nha. Là tính ra là tôi xài cũng nhiều lắm á. Ờ, với ăn trộm gà. không lẽ tao mặc tao gì đi ăn trộm. Dạ đi rồi, con dở lên rồi nè. Chưa. Dở rồi, con thảy một cái ha. Dân tao mà ngăn dân lao động ruộng á, tôi để có cái kiểu. Ông đi lên quận sau đi, cái tôi review cái áo ông cái coi. Review cái áo đó kìa, cái áo thấy độc đó ra. Sáng tạo dữ lắm à. Áo là dữ đó, hết bắt cá thì cũng vào đây hết trơn, có đồ đựng hết trơn, khỏi rộng, khỏi gì hết trơn. Khỏi nhảy ra. Vô là kéo sang tia lại là lụm liền. Xong mua cái combo quá. Chưa được gan nó bị gan nó hụt mày cản bờ luôn. Xong chưa? Cầm cha. Cầm quà đó sao nữa đủ rồi. Rồi, mấy anh em xong rồi. Ba ghe luôn rồi, ba ghe.
ba ghe này cũng 4.000 à. Xong lớp nào phải kiểm vậy đó. Rồi lên đường anh em về. Chào nghe. Ừ. Ừ. Tạm biệt. Chào con quán ha. Hẹn gặp lại những video sau nha. Về xe khói ghê.